Chào mừng các bạn đã đến với bản tin S News và hãy cùng với mình xem vào trong ngày hôm nay có những tin tức nào nổi bật hấp dẫn. Hiện tại sau khi Nga và châu Âu thông báo ngừng nhập cảnh thì đã có những người Ukraine bị mắc kẹt tại Việt Nam và ngược lại. Trước tình hình cam go này thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thuê nguyên một chiếc Boeing 787 để cứu trợ. Sau khi Nga và châu Âu thông báo đóng cửa biên giới ngừng nhập cảnh, một bộ phận khách Ukraine đang bị mắc kẹt tại Việt Nam và một số kiều bào Việt Nam tại Ukraine cũng không thể về nước. Điều khó khăn là chuyến bay thẳng giữa hai nước thì lại không có. Cả đại sứ quán Ukraine và đại sứ quán Việt Nam đang rất đau đầu về sự việc này. Thế vậy thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã quyết định đứng ra thuê nguyên một chiếc Boeing 787 Dreamliner đưa những người này về nước. Đồng thời máy bay này cũng sẽ đón kiều bào từ Ukraine về Việt Nam. Theo một trang chuyên ước lượng hàng không, thời gian nhanh nhất của một chuyến bay thẳng từ Ukraine về Việt Nam là 12 giờ. Tuy nhiên, có chuyến kéo dài tới 22 giờ tùy vào những địa điểm chuyển tiếp. Do vậy, chuyến bay thẳng 2 chiều mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng thuê sẽ mất ít nhất là một ngày. Về máy bay Boeing 787 Dreamliner sẽ chia ra hai loại, một loại thường và một loại VIP. Loại VIP có giá hơn 581 triệu một giờ bay, còn loại thường là gần 349 triệu một giờ bay. Như vậy, chuyến bay để chở đồng bào về nước cũng như là người dân Ukraine về quê hương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tốn kém từ 8,4 đến 14 tỷ đồng, chưa kể các chi phí phát sinh khác. Nhanh chóng thì thông tin này đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, đa phần ý kiến rất cảm kích trước hành động của tỷ phú Nhật Vượng. Thật là quá xúc động, cảm ơn bác Vượng rất nhiều. Vậy là những người con xa xứ của cả hai nước đều đã được trở về với quê hương của mình. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật thông tin mỗi ngày.